sân cỏ của mình bây giờ thì rất là đẹp đẽ rồi mọi người. Đó, mới vừa vét lá xong, lấy máy ra mình cắt. Đó. Sạch sẽ để cho tiết nó xuống, nó không có bị dơ. Lá nó bị đè ở dưới nó dơ. Đó, mình đùa nó ra ngoài lộ để cho xe nó hút. Đẹp đẽ được phía trước, còn mấy cái cỏ này chưa rảnh làm nữa. Mấy cái cỏ, mấy cái bông hoa này rảnh dọn dẹp mới được. Đây, mình xin giới thiệu cho mọi người, hôm nay mình đi làm về mình làm một cái món là gà muối xả chiên, nhưng mà mình không có chiên bằng cái chảo dầu, mình chiên bằng cái nồi chiên không dầu, cái air fry nè. Đó, mình nãy giờ mình chiên nó được 40 phút, bây giờ mình lấy ra cho mình xem nha. Đó, rất là ngon luôn. Cái đùi gà này nó bán rất là rẻ, một dĩ bự gì đó, mua trong sen lốc có 4 lồng mấy, 5 lồng một dĩ. Mà gà thì nếu mà mình biết cách mình làm thì ăn nó không có ngán. Nó chế biến món này món kia ăn nó vừa rẻ, mà gà thì nó ăn tốt hơn thịt bò. Gà với cá ăn tốt, chứ còn thịt heo với lại thịt bò, thịt đỏ đó ăn cũng không có tốt mấy cho sức khỏe. Đó, đây là cái gà bà xã, mình mua về bà xã ướp muối xả nè. Cái này ăn cơm rất là ngon. Đó, mình nướng trong cái nồi nồi chiên không dầu nè. Cái air fry này nó rất là giòn. Nhìn đây, mình quay gần lại cho mọi người xem thôi. Cái này mình để nó hơi vàng rồi đó, tại cái đùi này nó hơi bự nè. Đó, một lát mình ra mình ngắt cái rau húng lủi ở ngoài chỗ cái bàn á, ăn kèm với cái này với dưa leo. Đó, ăn cơm rất là ngon. Này ăn bắt cơm lắm. Đây là đùi gà chiên muối xả, mấy cái xả ngoài sau nó bị héo hết trơn á, rồi mình cắt cái ngọn vỏ còn gốc, quá trời nhiều gốc rồi, cho nên mua cái gà này về cho bà xã bầm ra để ướp làm gà muối chiên xả. Đó, mà chiên bằng cái nồi không dầu. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra. Bây giờ mình gấp gà ra. Quá ngon luôn mọi người, nó giòn kìa. Nhìn cái gà nó giòn mà nó mặn mà có thơm mùi xả rất là ngon luôn á. Mình muốn ăn thì bây giờ trên này đùi rất ngon. Đùi gà ở đây ở bên Mỹ bán là rất là rẻ. Thịt gà là rẻ lắm, với lại trứng. Đó, quá ngon. Mình chiên gì nó không có dừa, nó không có dầu mỡ nhân tùm lum, nhưng mà nó gọn. Đó, mình lát đem cái đó đi rửa thôi. Quá ngon luôn. Có 8 cái đùi. Mình để sao cho nó đẹp, lát cái bờ cái rau đùi lên trên. Ngon quá. Chảy nước miếng. Cái đùi ngon quá trời lắm. Cái này nó vàng luôn. Ăn miếng quá ngon luôn. Vừa ăn mà ăn cái này ăn cơm rất là ngon. Như leo với rau nè, rau húng lủi, lát mình ra mình quay với rau húng lủi ăn dụng luôn quá. Nướng bằng cái nồi này rất là tiện luôn. Ngon quá, cái da nó rất là giòn, giòn, nhai gụm gụm luôn. Này ăn cơm vừa ăn muối xả nó thấm luôn. Bóc này bóc cái mùi ngon lắm, miếng gà rất là ngon. Để đây lá ăn cơm, ăn dụng hết luôn. Ngon quá. Còn đây là cái khay mình đựng mấy cái hạt rau đay nè mọi người. Đó, mình để có mấy cây mà nó trái quá trời luôn, mình lấy được rất là nhiều hạt. Đó, năm sau mình gãi cái rau đay này của người Bắc thích ăn lắm. Ăn với lại nấu với riêu cua, bên Việt Nam nấu ăn rất là ngon. Rồi ăn với lại cà pháo,
mình người Nam nhưng mà cũng thích ăn mấy cái món của người Bắc lắm. Đây là cái hạt gạo đay, và đây cái chậu húng lủi của mình hôm nay nó quá non rồi. Bác cắt ăn bớt với lại đùi gà để thôi nó già, nó lên cao quá nó non quá, cái nó không có bung cái lá ra. À, mấy cái lá dưới mới to mới đẹp nè, nó muốn già nè, thành ra phải ăn đi. À, mình để đẹp quá mình không dám ăn, không gài cắt gắt cắt mới nhọn rồi. À, mình cắt nó mới ra tược non nữa, đáng coi lá nó già lắm, nó có mấy cái lá này nó vàng vàng nè, chút mình cắt ra ăn mới được. Đó, nhìn chậu rất là đẹp luôn. Chậu hương lũi này mình trồng bằng cái gốc mình mua ở chợ Tàu về mình ngâm nè. Giờ rễ mình trồng trong cái chậu này mình ăn một đợt rồi, cái mình cắt sát gốc nó khô rồi, cắt sát gốc mình để mà greenhouse cái nó lên lại. Đó, nó lên lại mình bưng vô nhà nè. Bây giờ tiếp tục mình ăn, ăn xong mình sẽ cắt cái này cho nó lên nữa đó. Còn bên kia là cái rau găm, để mình kéo cái rau găm của mình hôm nay nó được 2 tuần cho mình xem nè. Đây nè, rau găm 2 tuần, cái đọt này ngắt ăn cũng được luôn nè. Đó, ra đột ngon. Mấy cái lá già lá rụng dưới mình lấy ra mình thay nước mình bỏ bớt rồi. Này nó hút nước nhanh lắm, bây giờ rễ nó nhiều quá, hút nước nhanh để lát mình chăm thêm nước cho nó rễ quá trời. Đó, đây là cái rau găm mình để giống, nhưng mà nó cũng lên đọt luôn bằng nước không à, nhưng mà không biết nó có lâu hay là không, mình chưa biết. Mình thấy 2 tuần mà nó thống vậy là mình nghĩ chắc nó cũng ok rồi nè, tại mình mới thử làm theo mấy bạn kia chỉ á, mình làm theo thôi mà mình thấy nó 2 tuần mà nó xanh nó sống gì nè. Đó, đọt này cũng có thể ngắt ăn được nhưng mà mình không dám ngắt, mình để cho nó sống. À, và đây là cái bàn cây cối của mình nè, cái chậu tiểu quỳnh, hôm bữa mình quên tên, mình không biết tên của nó. Cái cô trên mạng á, cái cô quen với mình mới nói cho mình biết đây là tiểu quỳnh, và nó có cái tên khác là lan càng cua. Đó, người ta hay trưng nó cái mùa lễ tạ ơn với lại thanh chiến binh với lại Christmas là lễ Noel đó. Đó, nó với lại cái cây này cưa quệ tây nè. Đó, cái quệ tây của mình hôm nay nó ra cái bông rồi nè. Nó vô đất thêm mà cũng không có rảnh đó. Cái này là tuần 2 tuần nữa bắt đầu nó lên thêm một cái, thường thường nó có 2 cái bông, nó lên một cái bông nữa mới nó nở ra rất là đẹp. Mấy cái cây trong nhà mình ngọc bích xanh mướt, cây nhà đam nó vô trong này nó quá tốt luôn, nó nở bẹ vô nhà nó bẹt ra luôn, mọi người nhìn thấy không? Nhà mình cày quá trời, mình đem mình bỏ rất là nhiều rồi đó, nhưng mấy cây này mình không có nỡ bỏ nó cho nên mình phải đem nó vô. Còn cái nhà đầm mấy cái cây xanh trong nhà mình nó bò lòng thòng, cái đuôi công này là đuôi công trong một cái chậu nhỏ xíu gì thôi, chút xíu nước thôi nhưng mà nó sống được đó, nó bò xuống. Ở phía ngoài này nữa, phía ngoài này mới cây này bữa hổm mình cũng có quay cho mọi người xem mà qua sơ rồi, nó cũng rất là xanh tốt nữa. Mình tối mình sử dụng cái đèn đó rồi đó mình mua để dùng sử dụng cho mùa đông cho cây đem vô nhà, có 4 bóng. Mình mới đem cái cây ổi này vô trồng thử có bao lâu nó có trái. Cái ổi này hồi đó mình làm mua trái ổi mà chợ Tàu thì mình ăn cái điều ăn vừa đi ra thăm vườn ăn xong còn cái hộp, cái mình hộp gà mình luyện đại nó chỗ cái greenhouse ngay chỗ đám rau găm, bây giờ cái nó lên được 1 cây đó, mà không gà mình quên có đem vô mà nó vẫn sống, nó chịu lạnh cũng giỏi lắm. À, mấy cái cây kia nó héo chết, mà cái cây ổi nó không ăn thua gì cho nên mình thấy gì thầm bưng nó chở vô. Đó, cây sau nhái này cũng bưng vô mà nó hết bông rồi, từ nào hết bông mình mang nó ra. À, cái chậu màu tím này hồi bữa có chút xíu ở ngoài nè,
mà đêm vô đây bây giờ nó thùm lum, nó bò để đau nó thùm lum xuống à. Quá trời luôn. Ở trên giữa người ta trồng một cái nhánh gì á, ta bán mà cho trời mình mua. Có cái nhánh gì giống như cái cây này nè, nó mình không có biết. Giống cái bung bụp á, không biết phải không, cái lá giống bung bụp. Nó ta chen trong chính giữa cái chậu nè, quá trời thùm lum, nó bò xuống dưới. Đó, bên đây là cái đuôi ngựa. Cây trong nhà mình sẵn quay quay cho mọi người xem chút. Bây giờ mình cắt mấy cái gà không lũi nè, ăn với lại gà để ăn lát. Nó già quá nó hết ngon. Con này nó non, thì đã không nỡ cắt luôn. Cắt cái nhánh dài này cho nó lên lại cái. Nhân nhỏ này nó ngã nghiêng, cắt nó nhân bự chưa, nhân cao đây thì cho nó nhảy con nhiều nhiều đó. Là mưa giờ nhánh nhiều quá, cắt bớt nó đi, nhiều quá cho nó lên từ khác. Cắt mấy cái cao này trước thì nó ngã rồi, non quá nó ngã luôn. Non quá non. Để cho nhảy từ khác chứ mình ổn ổn mình ăn nó không lên từ khác. Mình nghĩ chắc nó đủ rồi. Mình ăn nó đủ. Cái này nó đi, cái này nó ngẹo. Non nuốt luôn, còn nhiều nữa, chạy cái nữa đi. Non rồi, em cho nó ngon, em đi gà hả. Em đi rửa sơ cái này nó sạch sẽ lắm mà. Rồi, bây giờ mình trang trí nó lên cái dĩa gà của mình. Cái đùi này nó cao quá, để nó khó cái chạy tuột hoài. Chạy đi, chạy thay. Cái sữa cái đùi dở quá. Non quá non luôn. Đó, vậy thôi. Còn ngoài thao để con lát nữa. Nhắc ăn, trang trí dài cộng cho nó đẹp vậy.